thành phố Hồ Chí Minh, kiểm tra quán bar, công an phát hiện 78 người dương tính với ma túy. Tiến hành kiểm tra hành chính quán bar trên đường Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, công an phát hiện hàng chục người dương tính với chất ma túy. Ngày 13 tháng 2, công an quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với 78 người, gồm cả nam và nữ, dương tính với chất ma túy ở quán bar S trên địa bàn. Trước đó, lúc 1 giờ ngày 13 tháng 2, công an quận 3 đã kiểm tra hành chính đối với quán bar S trên đường Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, đưa 239 người, 184 nam, 55 nữ về trụ sở để làm rõ. Qua kiểm tra nhanh, công an phát hiện 78 người trong số những người nói trên dương tính với chất ma túy. Lực lượng chức năng cũng lập biên bản xử phạt chủ quán bar với các lỗi hoạt động quá giờ.